chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình ra hái những trái mẫn cầu nứt. Thật ra là bị vì trời mưa đó các bạn, thành ra nó nứt nhiều lắm. Mình hái hai đợt rồi. Bữa trước mình hái một đợt và bây giờ mình hái thêm một đợt nữa. Những trái mẫn cầu Lisa mà nó nứt nè các bạn coi. Cái này là nứt ít nè nha. Bữa hổm là nước nhiều lắm. Năm nay mẫn cầu chắc tại bị lạnh nhiều quá thành ra nứt, mình phải hái hết vô thôi. Ôi nè. Nè các bạn coi, nứt nè. Hễ sao trời mưa là nứt như vậy đó. Trái này thì chưa nứt, cũng sắp nứt. Cái mẫn cầu này ngon lắm các bạn ơi. Mình thích. Lúc trước là mình trồng. Ô chị ơi nè. Lúc trước mình trồng trong chậu, nhưng mà mình ăn nó thì mình thích quá, thành ra mình cho nó xuống đất luôn rồi các bạn. Hy vọng là khi nó xuống đất nó sẽ có nhiều trái hơn. Năm nay thì chỉ được ít trái này thôi, chắc hết rồi quá. Đây, mẫn cầu nứt. Nó nứt nữa nè các bạn. Nó nứt như vậy phải hái vô. Tuy nhiên hồi năm rồi thì nó rụng dữ lắm luôn. Đây nè, còn bả chín nó bả nứt rồi, nó chưa chín mình nứt rồi. Nứt gì là không có ăn được nha các bạn. Mẫn cầu ngon ghê luôn. Nứt luôn, những tất cả những trái mẫn cầu trong đây là đều nứt hết á. Tiếc quá. Cả chục pha mẫn cầu. Nếu mà tối nay mưa nữa là ta xong luôn. 2 4 6 8 9 trái. 9 trái này có 10 pha nha các bạn. Ôi, còn nữa rồi các bạn ơi. Mình đã thấy nó nứt rồi nè. Ừ, thấy không? Nứt nè. Trời ơi, sao xót quá vậy. Năm đầu tiên nhà mình trồng mẫn cầu thái tím nè các bạn. Cái này thì nghe người ta nói là nó chịu lạnh giỏi lắm. Mà mình cũng thấy thiệt, tới bữa nay nó cũng chưa có nứt. Đừng nói bữa nay, ngày mai nứt buồn lắm nha. Nó cũng đậu nhiều lắm. Mà mình cũng chừa 3 trái thôi các bạn. Tại vì mình đang dưỡng cây á. Anh chừa 3 trái nè. Bự ghê không? Gốc nhỏ lắm nha các bạn. Gốc chắc bằng ngón chân cái mình hơn không? Gốc nhỏ. Bên đây thì có một cái cây mà họ tháp á, làm hai gốc các bạn. Tím với lại trắng nè. Thái, mẫn cầu thái tím và thái trắng nằm chung. Mà sao mình thấy hình như là nó lớn chậm quá à. Có thể cái này út tím không? Tại thường út tím nó lại lớn chậm hơn thái tím. Trái hồi nãy là thái tím đó. Trái nó lớn mà cái màu của nó lợt hơn. Còn này màu đậm hơn nè các bạn thấy không? Đậm hơn nè. Đất mình là nó chịu mẫn cầu lắm luôn á. Mà không biết sao nó cũng còn chưa lớn nè. Cái tắc của mình nè các bạn, ham chưa? Thương quá à. Trái quá chừng luôn á.
sắp ăn được rồi, cỡ này là bắt đầu mình ăn được rồi nè. Mình làm gỏi ăn cũng được, làm nước mắm cũng được. Mà nhà mình thường nhất á, là đem ra để rằng mà kêu bằng rửa cá, rửa vịt gà. Nó thơm, nó làm sạch lắm nha các bạn. Mình cũng dùng cho việc uống nước chanh. Mình thường nhất là làm bánh tráng trộn. Mình thích ăn bánh tráng trộn lắm. Mà có cái tắc này vô thơm, thơm thích thiệt là thích luôn. Mà mình thích cái cây này là bởi vì cái trái nó lớn á, nhìn giống như cái ở bên này nó có loại quýt kêu bằng kitsu á. Thật ra nó lớn hơn cái trái này chút xíu à. Mà nước, nước nhiều thiệt là nhiều. Nó vàng như vậy mới chín nha các bạn. Các bạn coi nè, trái này là chín rồi nè. Còn cỡ này là còn xanh, nhưng mà mình cứ ăn lần thôi. Ở nhà mà trồng được một cây á, thích thiệt là thích. Các bạn ơi, mình đã hái hết những trái mẫn cầu bị nứt ở trên cây. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế. Bye!